Jennifer Phạm, Ngọc Sơn ngồi ghế nóng Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023. Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 chính thức khởi động với ban giám khảo được hé lộ, Hoa hậu Jennifer Phạm, danh ca Ngọc Sơn. Và vòng thi sẽ được tổ chức tại Cố đô Huế vào tháng 6. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023. Phát biểu tại họp báo, ca sĩ Ngọc Sơn, trưởng ban giám khảo, cho hay, như các mùa trước đây, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt thời đại mới, mở ra cơ hội để các nữ doanh nhân giao lưu học hỏi với nhau, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong kinh doanh lẫn ngoài xã hội. Theo Ngọc Sơn, các vòng thi sẽ được tổ chức tại Huế vào tháng 6 sắp tới, đêm chung kết diễn ra tại nhà hát Sông Hương và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8. Với quy mô độc đáo, mới lạ, từ đó có phần quảng bá sâu rộng về nét đẹp văn hóa, lịch sử hào hùng của đất nước nói chung, Huế nói riêng và tiềm năng phát triển đa dạng loại hình du lịch đến bạn bè quốc tế. Theo ông Trương Tuấn, phó ban tổ chức, rút kinh nghiệm từ mùa đầu tiên, cuộc thi năm nay sẽ có một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức, thêm vào các hoạt động mới mẻ, hấp dẫn mang lại lợi ích có tính thiết thực cao, tạo ra cơ hội phát triển ở hiện tại và tương lai cho thí sinh. Rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện trong phần trả lời câu hỏi báo chí. Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ cô đánh giá cao những phụ nữ thành công trên thương trường và có những đóng góp cho xã hội. Ở các cuộc thi sắc đẹp nói chung thì chắc chắn vẻ đẹp về ngoại hình. Về gương mặt của thí sinh dự thi sẽ là một trong các yếu tố quyết định người chiến thắng, nhưng với cuộc thi Quý bà, các chị có bề dày về kinh nghiệm, kiến thức, sự thành công trên thương trường lẫn trong cuộc sống và có những đóng góp nhất định cho xã hội thì đó sẽ là tiêu chí của riêng Jennifer khi lựa chọn và đánh giá, cũng như cho điểm các thí sinh. Cũng trong buổi họp báo, vương miện Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 được công bố. Theo ban tổ chức, vương miện có trị giá 2 tỷ đồng.